Dương làm ăn sống nhăng quá anh Bình Dương ơi. Hồi nãy anh Bằng là anh đòi rồi, trừ lương anh đó, nhưng mà nói chung là anh xuất hiện đây rồi thì em sẽ năn nỉ anh Bằng, do tại vì em anh Bằng đưa lương cho em lên năm cũ rồi. Cho đi mọi người. Sorry gì mà sorry, Reset máy tôi lại, chào Hùng. reset máy lại mà nó lên lâu quá. Máy anh vậy là sắp nổ rồi đó, mua mới ông Máy. nội ơi. Thôi bây giờ mình vô thẳng vấn đề luôn để đỡ mất thời gian anh Bình Dương ơi. Thì Em em chào muốn vô thẳng vấn đề luôn, là cái vấn đề đầu tiên như cái chuyên mục em đã ghi đó là chúng tôi là chiến sĩ. rồi. Và cái chuyên mục thứ hai là chuyên mục mà hôm trước là anh em mình đã phân tích, nhưng mà đến hôm nay là có thêm những cái bằng chứng rõ ràng để cho chúng ta phân tích thêm. Thì hôm nay mình sẽ xoáy hai vấn đề này thôi. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là chúng tôi là chiến sĩ, thì với cá nhân em thì sau những cái đợt mà kêu gọi biểu tình bạo loạn của cái tụi mà bao que, cũng như là một số người dân đã bị chúng lừa dối á, thì em muốn hỏi anh là về chúng cái những cái chiến sĩ, anh nhìn nhận thế nào về những cái chiến sĩ cảnh sát cơ động của mình đã đang trong thời gian qua công tác như thế nào á, anh nhìn nhận sao? Nếu mà tính ra từ khi bắt đầu cuộc bạo loạn cho đến ngày hôm nay, con chào cô Hiên Hoa, cô Hoa, thì nếu mà nói về cảm nhận của anh về những chiến sĩ á, thì thật tình là anh rất khâm phục về cái tinh thần của họ. Thứ nhất là họ gần như tuân thủ 100% cái mệnh lệnh của cấp trên. Dù có những lúc cái vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của họ cực kỳ cao, đó là cái cảm nhận của anh. Nên ở đây trên phương diện là anh là một người dân, anh nhìn nhận về thì đó là những cái gì, những cái công lao của những chiến sĩ đó mình cần phải thừa nhận cái điều đó. Bên cạnh đó là anh cũng cực kỳ lên án về một số hành động của những người dân, họ vượt xa những cái gì mà họ đã từng tuyên bố, cũng như là những cái người mà kích động họ tuyên bố ở trên cái mạng xã hội là vấn đề là biểu tình ôn hòa. Thì cũng như anh vừa chia sẻ thì cá nhân em nói như thế này, em thì nhỏ tuổi hơn anh, mà trẻ hơn, thì cái nhìn nhận của em về cảnh sát cơ động, em nói thật là em thấy là cái việc mà họ chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên, cũng như là cái việc mà họ chỉ tổ chức là phòng thủ khi mà người dân có bạo động, dân bạo động mà có tấn công mạnh như thế nào đi chăng nữa, thì việc họ lùi lại không tấn công người dân để mà bảo vệ tính mạng của người dân, cũng như là làm hạn chế mọi cái mà mọi sự bức xúc của người dân khi mà bị kích động như vậy á. Nếu như mà theo em nghĩ là nếu như mà như phân tích là nếu như mà họ không lùi dần vào bên trong như vậy á, thì chắc là có khi là cái trụ sở phòng cháy chữa cháy cũng bị đốt sạch luôn rồi. Em nghĩ là cái hành động mà họ mà cởi cởi những cái trang thiết bị ra, trang bị hỗ trợ ra khi mà trước khi họ đi lui về á, thì em nghĩ là việc đó là đối với em mà nói là em vẫn cảm thấy thương họ nhiều hơn. Là vì sao? Là nói cho cùng thì những cái người bạo loạn đó cũng là người dân của mình. Đúng không anh Bình Dương? Chính xác điều đó, tại vì trên phương diện mà anh nhìn nhận về vấn đề này thì họ cũng là một người dân bình thường như mình, chẳng qua đó là cái nhiệm vụ của họ mà họ phải tuân thủ và họ phải làm tròn cái trách nhiệm của họ. Còn cái bên cạnh mà Trung nhắc lại vấn đề mà họ cởi cái những cái Trang thiết công cụ bị hỗ trợ, em biết công là cụ chẳng hỗ trợ họ, ừ. thì anh nghĩ rằng đó một tình thế gọi là có thể rằng là bất khả kháng. Tại vì á, quan trọng nhất nếu mà theo như cái sự nhìn nhận anh á, là vấn đề mục tiêu vẫn là quan trọng. Nếu như trường hợp họ không, họ có nghĩa là vì một chút gì đó họ không cởi bỏ những cái công cụ hỗ trợ mà họ có thể là rút đi, thì anh tin chắc rằng hôm đó sự việc không phải dừng lại chỉ bị đốt cháy những cái xe, mà anh tin chắc với cái tin với những cái gọi là cái sự quá khích của những người dân, họ có thể đốt luôn cả cái trụ sở phòng cháy chữa cháy đó. Và điển cái điều này là nó nói lên một cái điều gì, có nghĩa rằng họ có thể là bỏ đi những cái công cụ hỗ trợ
là cái mức độ nguy hiểm đến tính mạng nó càng cao hơn nữa. Nhưng họ bất chấp, quan trọng nhất họ vẫn còn bộ đồng phục trên người của họ. Thì anh nghĩ anh đánh giá cao ở cái điểm này. Và anh càng thương hơn họ là họ đã bất chấp vì cái tính mạng. Tại vì nếu như tất cả các anh chị và các bạn ở trên diễn đàn, mình đặt mình vào trong một cái tình huống như vậy, thì lúc đó mình mới biết À, được nguy hiểm nó ra sao. ở đây có em Bùi Văn Vân có đặt cái câu hỏi là hành động đó có phải là phản cảm không anh, hay là hèn nhát như một số người nói. Thì em bản thân em cá nhân em đưa ra cái quan điểm của mình, em nghĩ là trong một cái tổ chức bao gồm cả công an cũng vậy đúng không, thì có lệnh từ cấp trên và cái chuyện mà người cấp dưới phải theo lệnh của cấp trên, cái việc đó là cái việc mà ở trong tổ chức họ làm việc với nhau, mình là người dân mình không biết được đúng không á anh Dương. Thì cái việc đó là ở trên, khi mà người ta giao giao mình lệnh xuống dưới, người người lính có chấp có nhiệm vụ là chấp hành những mệnh lệnh từ ở trên đưa xuống, thì cái việc mà họ làm hay cái gì đó họ tháo những trang thiết bị đó, anh cá nhân em là cho rằng là không có gì là phản cảm nữa, bởi vì bản thân anh là người dân anh có hiểu được là họ đang làm cái gì đâu mà anh nhận xét về người ta đúng không. Tại vì ở trên phương diện anh thì anh cũng từng đi bộ đội, nhưng mà anh bộ đội là anh bộ đội, anh chỉ bảo vệ mục tiêu, và quan trọng nhất anh phải giữ được cái mục tiêu đó anh, theo đó là những cái gì. Còn vấn đề mà kể cả họ cởi bỏ những cái công cụ hỗ trợ đó, thì thực sự nếu như mọi người nhìn một cách công tâm và cái nhận xét kỹ càng, thì mọi người nghĩ đi, một cái công cụ hỗ trợ mà họ chấp nhận họ bỏ đi là có nghĩa là họ giao cái tính mạng cho cái sự may rủi rồi. Thì ở đây trên cái nhìn nhận của mình đó, thì ở đây không phải là phản cảm, mà họ Đúng. đã bất chấp tính mạng của họ mà họ đã bỏ đi những công cụ hỗ trợ. Ở đây anh nhấn mạnh cái góc độ này, nên mình là một người dân bình thường. Thứ nhất, mình không hiểu trong cái nội tình họ đang có một cái sự tính toán gì về cái tác chiến của họ về trong cái tình huống đó. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ rằng những chiến sĩ đó mà chấp nhận buông bỏ những cái bộ đó thì họ đã quên đi cái bản thân họ là gì rồi. Họ chỉ còn cái nhiệm vụ của họ là điều đầu tiên. Thì anh nghĩ rằng điều này là cái điều càng biểu dương chứ không phải là cái điều phản cảm. Đó là Rồi cá nhân nhận bây định của giờ anh. á thì bản thân em nói chung em đi rất là nhiều diễn đàn của mọi người và em theo dõi những cái phát biểu, thì ở đây là em có thấy một số bạn trẻ là đưa ra những cái thông tin là hả cảnh sát cơ động bỏ đồ như vậy là phản cảm. Vâng thì em nói luôn, cá nhân bản thân em suy nghĩ em cũng là người trẻ nhưng mà em cũng là một thanh niên trẻ, thì em nói nhưng em nói là cái hành động của mấy anh cảnh sát cơ động đối với em mà nói là không có gì là phản cảm đó. Là khi họ rút lui như vậy, khi họ rút lui như vậy á, anh trả lời luôn cho Vân là anh không thấy phản cảm, và đối với anh mà nói là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì khi đó là có họ không tấn công vô người dân, mặc dù là các bạn có thể thấy rõ là khi đó thì tình hình là chúng ta có mất một số cái chỗ mà gọi là tài sản về của nhà nước, nhưng mà trên tinh thần là người dân có sự vẫn vững bình yên và công an vẫn bình yên. Thì công an là chúng ta để làm gì, công an nhân dân là để bảo vệ người dân, bảo vệ tài sản là cái cũng là một phần thiết yếu thôi, nhưng mà bảo vệ người dân là cái chính, nên là chúng ta có thể mất tài sản một chút nhưng mà chúng ta không có thể mất người dân được. Thì cái việc bảo vệ người dân cũng như là giữ được tính mạng cho chính bản thân mình đó cũng là một cái việc hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và khi họ rút lui về em không nghĩ là phản cảm, nên có một cái số thông tin có một số người đưa lên trên diễn đàn Facebook này và nói rằng là làm như vậy là phản cảm hay làm gì, anh giỏi thì anh vô anh đứng vô cái hàng ngũ đó đi. Anh có biết được là người chỉ huy người ta ra lệnh cho những người lính ở đó như thế nào không? Và cái việc người ta đang làm là cái mục đích như thế nào không? Anh không phải là người lính nên anh nói rất là dễ dàng, nên anh phải hiểu rằng thế này. Khi anh đứng ở đó, nói cho cùng thì cũng là một con người. Nếu như mà lúc đó người ta không làm theo lệnh của cấp trên mà người ta tấn công lại, nếu mà người ta mất bình tĩnh rồi, bị đá chọi vô, người ta mất bình tĩnh, người ta cầm vũ khí, người ta đánh lại người dân thì lúc đó thì sẽ như thế nào? Và khi người ta lùi như rồi, cái đó là em ví dụ thôi, tại mình không biết, thì cấp trên có đưa nhiệm vụ xuống cho họ rút lui, họ phải rút lui. Cái việc đó là cái việc hết sức bình thường, nên là mọi người ở đây, tất cả mọi người luôn, không có ai, nếu mà có thể là những người đang xem mình đây là cũng có một số người đang công tác tại các đơn vị của công an, thì bản thân những người đó cũng chưa chắc là đã biết được cái nhiệm vụ của lúc đó họ đang làm cái gì nữa, họ cảnh sát cơ động họ đang làm gì. Nên là anh bớt là đưa ra những cái thông tin mà không có chính xác đi, bởi vì mình phải là người ở trong cuộc, mình là người 100 trong 100 chiến sĩ đó, cũng như là các
các anh mà chỉ huy, khi mà người ta làm theo cái lệnh của chỉ huy, người ta lui về, người ta mới biết. Thì ở đây anh chia sẻ thêm với Trung là như thế này. Các anh chị cũng biết là mình có cái câu là quân lệnh như sơn, đúng không? Đúng rồi, Đúng chưa? Nên ở đúng rồi anh. đây mình trên phương diện là ví dụ như có một số bạn họ có thể họ nói họ có lên án cái hành động này, thì ở trên một cái góc độ bạn nhìn nhận chưa có sâu sát sự việc, anh ở đây thì đương nhiên anh sẽ phản bác lại những cái ý của những cái người này. Nhưng mà ở trên phương diện anh nhìn nhận nó sâu sắc hơn. Thứ nhất, họ bảo toàn lực lượng là một. Cái thứ hai nữa, không phải họ đã trút hết bỏ cái bộ quân phục trên người của họ là hai. Cái thứ ba nữa là vấn đề quan trọng là họ bảo vệ mục tiêu của họ. Đúng chưa? Vị trí của họ chiến đấu họ không rời. Thì vấn đề ở đây không thể gắn ghép được là một điều sỉ nhục hay là một điều gì mà giống như Trung nói là có những diễn đàn khác họ nói, đó không bao một Đúng rồi. cái chụp cho họ một cái tội đó được. Tại vì Đúng đúng sao? đúng. Về vị trí họ không rời, họ vẫn còn bám trụ mục tiêu. Cái thứ hai, họ có thể là họ bỏ đi những công cụ hỗ trợ họ, thì họ có nghĩa là họ thách thức tính mạng cho họ với cái nhiệm vụ họ được giao. Nên vấn đề ở đây chúng ta là phải người một ghi nhận cho họ, chứ không phải là mình phải đả phá những người này. Tại vì sao? Các anh chị phải biết được trong khi một thành phần quá khích, mình không lường trước họ sẽ dùng sử dụng những cái gì. Các anh chị thấy không, từ lúc đầu tấn công phía bên ngoài cho đến đi đấm bên trong thì họ kéo dài cái thời gian mấy tiếng đồng hồ đó, thì cái sự uất ức hay là cái sự kích động của người đó là lên đến cực điểm. Và cái sự nguy hiểm của các bạn, các anh chị nhìn cái sự nguy hiểm nó sẽ đi đến như thế nào. Thì Đó, nên ở như đây đã anh nói chia sẻ. rồi, anh nói đi, anh nói đi em. Nên ở đây anh nói là cái vấn đề này thì anh chốt lại giống như cái câu hỏi của Học Vân mới nãy, thì anh nghĩ rằng ở đây không có vấn đề gì gọi là phản cảm hết. Mà ở đây họ vẫn đảm bảo được cái tính kỷ luật của họ trong quân đội, thế thôi.